Rồi, Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi, gửi lời chào đến tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 9 tháng 11 2020, mình làm video xem bò, mua bán bò, báo giá công khai. Thì mình làm video ở Sông Phú, Tam Bình, Vĩnh Long anh em. Ở Sông Phú thì ấp Phú Hòa Yên, xã Sông Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thì hôm nay là chủ kêu bán con Pháp Kem đực 10 tháng tuổi nha anh em. Rồi mình quay sơ lược bên ngoài. À, mình sẽ vô chuồng quay cận cảnh và báo giá cho anh em cùng xem nha. Đây, con Pháp Kem đực nha. À, báo là 10 tháng tuổi rồi nha anh em. À, rồi rất là thân hình rồi, được nha anh em. Rồi, rồi lưng nha anh em, lưng thẳng nha. Rồi, cổ rồi, sấy đây. Chuẩn bị rất là được bò nha anh em. Rồi mình sẽ quay vòng nữa, mình đi vô chuồng mình sẽ báo giá cho các anh em cùng xem. Mặt rồi tươi nha, dài được nha. Dài đẹp. Đây. Đó cũng con ba bê 6 tháng mấy nha anh em. Để mình cũng quay luôn cho anh em cùng xem. Thì cái lịch phát sóng mình là 18 giờ 45 đến 19 giờ hàng ngày nha anh em. Anh em đón theo dõi những clip mua bán bò giá cả công khai mình nha. Rồi mình sẽ vô chuồng quay cận cảnh cho anh em cùng xem nha. Đây. Đây chân nữa nha anh em. Đó. Rất là to. Bò này khoảng 1,2 nha anh em. 1,2 m bò trở lên. Rồi, thân hình ở đây. Đít đây rồi. Rồi, chi tiết đây là lưng thẳng đẹp. Tướng đẹp nha. Bắp kem đực 10 tháng tuổi. Rồi chủ kêu con này là 25 triệu nha anh em, chốt giá là 25 triệu. À, đây mình quay con 3B. 3B này chủ nói 6 tháng mấy nha anh em. Con mẹ thì mẹ mẹ độ nha, con mẹ con 3B là mẹ độ. À, trên trên 200 thịt tuột. Rất là độ. Mới 6 tháng mà vậy nha anh em. Thì chủ nó cũng muốn không muốn bán nhưng mà ai muốn mua thì giờ chữ muốn nói trên 30 mới bán con này nha, thì không có chủ để nuôi thì cũng kêu bán bên kia. Anh em nào muốn xem bò thực tế thì mình dẫn đi xem rồi trao đổi với chủ. Quá trời đẹp luôn anh em, bà bề 6 tháng mấy nổi gân hết, quá trời đất, thân hình bóng rất đẹp. Chủ nói trên 30 mới bán mà không có nói giá chính xác. Thì đang kêu bán Pháp Kem bên kia. Thì anh em nào có muốn xem thực tế thì alo gọi số điện thoại trên màn hình của mình. Hoặc là liên hệ với chủ bò. Sau số điện thoại là 077 905 4826. Rồi gặp anh Nam nha. Rồi. Rồi. Thì anh em nào cũng muốn liên hệ quay bán bò thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của mình, gặp mình để trao đổi trực tiếp nha. Rồi.